Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây, mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ đầu tháng đến nay, Nam Bộ đã duy trì mưa lớn trong tổng cộng 20 ngày và đang trải qua đợt mưa thứ hai kể từ giữa tháng. 15 tỉnh bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam hứng chịu lượng mưa lớn bao phủ diện tích hơn 1 triệu km2. Theo tin tức từ Đài Khí tượng Trung ương, trong 3 ngày tới ở Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Điều này cho thấy tình hình chống lũ ở nước ta vẫn còn nhiều ẩn khúc. Dự báo cho thấy trong 3 ngày tới, phía Nam và phía Đông Giang Nam, phía Nam Trung Quốc, phía Đông Nam Quý Châu, Vân Nam và các nơi khác sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Có mưa to cục bộ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông bão ngắn hạn và gió mạnh. Trong đó, từ đêm Chủ nhật đến đêm thứ Hai, có mưa to hoặc mưa rất to ở phía Tây và Trung Nam Vân Nam, Đông Nam Quý Châu, Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây, Tây Bắc Phúc Kiến và ven biển miền Trung, Quảng Tây và hầu hết Quảng Đông. Kèm theo dông bão, mưa lớn liên tục đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở giao thông đường cao tốc của Quảng Đông. Một số quốc lộ và tỉnh lộ đã bị gián đoạn một phần, thiệt hại kinh tế đường cao tốc Quảng Đông gần 600 triệu nhân dân tệ. Hai đỉnh lũ của sông Tây Giang và sông Bắc Giang hội tụ vào sáng Chủ nhật và đi vào mạng lưới sông ngòi của đồng bằng Châu Thổ, Châu Giang, mang đến những trận lũ lớn chưa từng có trong hơn 65 năm qua cho khu vực đồng bằng sông Châu Giang. Cộng thêm với kỳ chiều cường, do đó áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang của Quảng Đông đã tăng lên. Thượng Hải sẽ trải qua đợt mưa lớn thứ hai. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra dự báo mới nhất vào hôm Chủ nhật. Công Giang, Quý Châu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, núi xuất hiện vết nứt. Một số làng ở thị trấn ở Đô Sơn, Ly Bô, Cát Đô và các quận khác của Kiềm Nam, Bố Nghĩa và khu tự trị dân tộc Miêu của tỉnh Quý Châu bị mưa lớn và 12 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, con dốc phía trên quốc lộ 321 ở huyện Tòng Giang, tỉnh Quý Châu đang gặp nguy hiểm. Trên núi xuất hiện nhiều vết nứt, vỉa hè dưới chân dốc bị biến dạng. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 7,5 triệu người dân Quảng Tây. Theo thống kê sơ bộ, lúc 18 giờ chiều ngày Chủ nhật, mưa lớn đã gây ra thảm họa tại 92 huyện của Quảng Tây với dân số 7,542 triệu người. Từ hôm Chủ nhật đến thứ Hai tuần này, Quảng Tây bắt đầu một đợt mưa lớn khác. 4 hồ chứa cỡ trung bình ở đoạn An Huy của sông Dương Tử đã vượt quá mực nước giới hạn lũ, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục. Mực nước ở đoạn An Huy của sông Dương Tử đã tăng lên nhanh chóng. Hiện đã có 4 hồ chứa cỡ trung bình trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước giới hạn lũ và đang thực hiện xả lũ theo quy định. Tính đến hôm Chủ nhật, không có thương vong nào ở tỉnh An Huy do lũ lụt hoặc thiên tai địa chất. Mưa diện rộng xuất hiện ở Sơn Đông, hầu hết các khu vực của tỉnh Sơn Đông đều có mưa trong ngày Chủ nhật. Theo dự báo thời tiết, trong tuần này từ thứ Hai đến cuối tuần này sẽ có 3 cơn dông diện rộng ở Sơn Đông. Mực nước tại hai trạm trên lưu vực sông Tương Giang đã vượt mực nước cao nhất trong lịch sử. Do ảnh hưởng của quá trình mưa từ thứ Bảy tuần trước đến Chủ nhật tuần này, thượng nguồn dòng chính sông Tương Giang tại Hồ Nam đã vượt có mực nước cảnh báo và mực nước tại một số trạm ở Tiêu Thủy, một nhánh của sông Tương Giang đã vượt quá mực lịch sử. Tuy nhiên, khi đỉnh lũ đi qua Trường Sa vào tối ngày Chủ nhật, tỉnh Hồ Nam đã cơ bản làm tốt công tác phòng thủ trong việc chống lại trận lũ lưu vực đầu tiên trong năm nay. Các con sông chính ở Tây Tạng đã bước vào mùa lũ. Cục khảo sát tài nguyên nước và thủy văn của khu tự trị Tây Tạng cho biết hiện tại các con sông lớn như sông Yalung Jangbo, sông La Sa, sông Ni Dương, sông Lan Thương và sông Nộ Giang đã bước vào mùa lũ. Thưa quý vị, một đợt mưa lớn mới từ hôm thứ Tư tuần này đã gây ra những thảm họa mới ở nhiều huyện và thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây. Theo thông tin do Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây cung cấp, từ 20 giờ tối thứ Tư đến 8 giờ sáng thứ Sáu, lượng mưa lớn đã khiến hơn 1,58 triệu người tại 280 thị trấn và 35 huyện ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Trì, Ngô Châu, Hạ Châu và các thành phố khác ở Quảng Tây bị ảnh hưởng. Hơn 3.360 ngôi nhà bị sập và 35 người chết do sạt lở đất và sập nhà. Bắt đầu từ 20 giờ tối thứ Tư, Quế Lâm, Liễu Châu, Hạ Trì, Tần Châu và những nơi khác xảy ra mưa xối xả trên diện rộng.
Quan sát từ Cục Khí tượng Quảng Tây cho biết, trong 24 giờ từ 8 giờ sáng thứ Năm đến 8 giờ sáng thứ Sáu, 22 thị xã, thị trấn ở Quảng Tây có lượng mưa tích lũy trên 350mm, 268 thị xã, thị trấn có mưa từ 150 đến 300mm. Lượng mưa xảy ra tại quận Ngọc Phong, thành phố Liễu Châu với lượng mưa trong 24 giờ là 380,5mm. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn này, mực nước của sông Lệ Giang, sông Quý Giang, sông Liễu Giang, sông Lạc Thanh và các con sông khác đã tăng vọt, trong đó mực nước của đoạn sông quận Vĩnh Phúc thuộc sông Lạc Thanh đã vượt quá mực nước cao nhất đo đạc được trong lịch sử và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số nơi. Lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, mực nước khu vực Ngô Châu, sông Tây Giang vượt mực cảnh báo 18,5m, đạt 18,56m và tiếp tục lên với tốc độ 10cm một giờ. Tình hình chống lũ hết sức gay gắt, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của khu tự trị đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp thiên tai lũ lụt cấp độ 2 vào lúc 16 giờ chiều thứ Năm. Cấp ủy chính quyền khu tự trị khẩn trương vận động các địa phương thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn nữa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Lý Quốc Anh, Bộ Tài nguyên nước đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quốc phòng đến Quảng Tây vào sáng sớm hôm thứ Sáu và ngay lập tức đến các khu vực trọng điểm để chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Lý Kim Tảo, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Phó Chủ tịch điều hành Khu tự trị yêu cầu tất cả các đồng chí phụ trách các thành phố, huyện và thị trấn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt phải có mặt tại địa phương trong giai đoạn này, tất cả các chuyến công tác nước ngoài sẽ bị hủy bỏ. Công tác phối hợp liên kết giữa các sở ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác dự báo để nâng cao tính chính xác, kịp thời của dự báo, các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp như mất điện và cấp nước, bao vây nhân dân, đưa đón thầy trò nhà trường an toàn. Ngoài ra, Ban Dân vận các cấp phải nhanh chóng chuẩn bị khẩn cấp đầy đủ vật tư cứu trợ thiên tai để đảm bảo công tác cứu trợ thiên tai được tiến hành kịp thời. Mưa lớn ở nhiều nơi, tỉnh Phúc Kiến cũng đã phát tín hiệu cam cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng bởi đường cắt cấp thấp. Miền Nam Phúc Kiến đã có mưa to đến rất to vào hôm thứ Năm và mưa lớn cục bộ tại một số khu vực. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam vào buổi trưa. Theo các báo cáo, từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều hôm thứ Năm, 5 trạm ở Phúc Kiến đã nhận được lượng mưa hơn 90mm, trong đó Tấn Giang lên tới hơn 140mm. Dữ liệu trạm tự động được mã hóa cho thấy Long Nham có 13 thị trấn có lượng mưa vượt quá 70mm, 3 trong số đó đã đạt hơn 110mm. Trương Châu, Tiền Châu và Hạ Môn đều có lượng mưa vượt quá 80mm. Các chuyên gia khí tượng cho biết mưa lớn ở Phúc Kiến sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Đêm thứ Năm, thời tiết tỉnh Phúc Kiến nhiều mây có mưa rào hoặc dông. Một số huyện, thành phố thuộc 4 thành phố Long Nham, Trương Châu, Hạ Môn, Tiền Châu có mưa vừa đến mưa to. Một số huyện, thành phố có mưa rất to và một số quận, huyện và các thành phố khác có mưa to. Ngày thứ Sáu, thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông. Một số quận và thành phố ở Nam Bình, Tam Minh, Long Nham, Ninh Đức có mưa vừa đến mưa to. Một số quận và thành phố có mưa rất to. Từ ngày thứ Bảy đến Chủ nhật, thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông. Một số quận, huyện ở các thành phố có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Kể từ hôm Chủ nhật, thành phố Lô Đi, tỉnh Hồ Nam có mưa lớn, dông lốc và gió giật mạnh xảy ra ở hầu hết các khu vực. Nhiều nơi trũng thấp bị ngập nặng, gây bất tiện cho người đi đường. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam cho thành phố Lô Đi vào lúc 12:09 trưa ngày thứ Hai. Chính quyền thành phố Lô Đi đã đưa ra kế hoạch cảnh báo sớm kiểm soát lũ lụt và công tác kiểm soát lũ lụt đã bước vào tình trạng sẵn sàng. Hôm thứ Ba, mưa lớn xảy ra ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây khiến nước sông dâng cao, một số diện tích đất canh tác bị ngập lụt, đường xá hư hỏng. Kể từ tuần trước, nhiều khu vực của tỉnh Giang Tây đã có mưa vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Quá trình mưa có cường độ cao và phạm vi rộng gây ra các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các lưu vực nhỏ, ngập úng ở các thành phố trũng thấp, sạt lở đất và dòng mảnh vụn. Theo dự báo của Cục Khí tượng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, vào tối Chủ nhật, tỉnh Giang Tây nhìn chung có mưa lớn kèm theo sấm sét mạnh. Tính đến 7 giờ sáng thứ Ba, có 37 huyện và thành phố ở Giang Tây có mưa to, mưa rất to, mực nước ở một số sông đã lên mức cảnh báo.
Quý vị thân mến, kể từ đầu tuần đã có lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc, các khu vực địa phương của Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông và những nơi khác có mưa to hoặc mưa rất to. Đài khí tượng Trung ương dự báo, trong 2 ngày tới, một số khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam vẫn có mưa lớn, cần tăng cường công tác phòng chống mưa lớn và lũ lụt. Theo dõi cho thấy, từ 8 giờ ngày thứ Bảy đến 8 giờ ngày thứ Hai, các khu vực có lượng mưa tích lũy lớn hơn 50mm, bao phủ diện tích đất liền khoảng 500.000 km2. Trong đó, lượng mưa tích lũy ở phía Tây Hồ Nam, Tây Bắc và Nam Quảng Tây và Trung Đông Quảng Đông đã đạt từ 100 đến 168mm, lượng mưa ở Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đạt 217mm. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, hôm nay và ngày mai, Tây Bắc Tân Cương, phần lớn Tây Tạng, Nam và Đông Thanh Hải, Đông Nam Tây Bắc, Trung Nam và Đông Nội Mông, Trung Đông Bắc, Trung và Tây Bắc Trung Quốc, Trung và Tây Hoàng Hoài, Giang Hán, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có mưa từ nhẹ đến vừa và có tuyết hoặc dông bão. Giang Tô, Thượng Hải, Đông Nam, lưu vực Tứ Xuyên và Vân Nam đã có mưa to đến rất to ở các vùng phía Nam và những nơi khác, và mưa lớn ở các vùng của Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, An Huy, Chiết Giang và những nơi khác. Cục khí tượng đặc biệt nhắc nhở rằng hiện nay Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác đang trong thời kỳ mưa, độ ẩm của đất ở hầu hết các khu vực đã bão hòa, mực nước sông hồ chứa nước đang dâng cao, chú ý đề phòng lũ, úng, sạt lở đất do mưa lớn, đối lưu mạnh, dông lốc, sét và mưa đá. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem.